hỏi: "Gần đây con xem kinh Phật có nói rằng muốn giảng sanh Tây Phương thì phải phát nguyện. Vậy là chúng ta tự phát nguyện trong lòng muốn giảng sanh Tây Phương hay là phải phát nguyện trước bàn thờ Phật?" Đáp: "Nguyện là vì sợ ý chí của mình không kiên cố, cho nên phát nguyện là giúp mình có chí khí. Mình có chí thánh hiền thì là thánh hiền, có chí như anh hùng hào kiệt thì là anh hùng hào kiệt, chí như Phật Bồ Tát thì là Phật Bồ Tát. Chúng ta lập chí thì lập được rồi, nhưng e rằng ý chí sẽ không kiên cố nên phải phát nguyện. Phát nguyện là tỏ rõ ý nguyện của mình, muốn làm như vậy, không hối hận, không thoái tâm. Mình phải niệm bất thoái, niệm tư tại tư, sanh niệm nào biết niệm đó, và y theo nguyện lực của mình mà làm. Hành bất thoái là hành động của mình cũng y theo nguyện lực mà làm. Sau đó được quả gì cũng tức là gì bất thoái, đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Cho nên phát nguyện là giúp ích cho chí khí của mình. Phát nguyện trước tượng Phật cũng được, hoặc tự kiên định chí khí của mình cũng được. Chúng ta không nên làm với tính cách bề ngoài, mà phải chân thật, thực hành một cách thực tiễn.